Như thường lệ mở đầu phần tiếp theo của cà phê ngày mới sáng nay, chúng tôi sẽ được điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật được báo chí quan tâm và đăng tải. Đầu tiên là một thông tin liên quan đến câu chuyện về tiêu dùng và tác động trực tiếp đến túi tiền của từng nhà, đó chính là về giá điện. Ngành điện đang đối mặt với những khó khăn, thách thức từ việc giá nhiên liệu tăng đột biến và đề nghị được phép điều chỉnh tăng giá điện một cách kịp thời. Dù chưa đề xuất mức tăng cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà theo thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, mức tăng giá bán lẻ điện bình quân hiện nay đã vượt thẩm quyền của EVN theo quyết định 24, tức là đã tăng trên 5%. Trước thông tin này, nhiều công nhân lao động đã bày tỏ mong muốn được xem xét điều chỉnh mức tăng phù hợp với thu nhập của họ. Trong bối cảnh hàng quá đầu vào sản xuất, chi phí tăng trong khi giá điện được giữ nguyên từ năm 2019 đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN dự kiến lỗ khoảng 31.000 tỷ năm 2022. Vì thế, việc tăng giá điện là nhu cầu tương đối cấp bách của tập đoàn EVN. Tuy nhiên, mức tăng giá thế nào và tăng khi nào là bài toán cần đặt ra nhằm để hài quả lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Nêu quan điểm về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh là chuyên gia tài chính, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cũng cho biết, lương tối thiểu vùng mới được tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, mức 6%. Con số này không chỉ thấp so với lạm phát mà còn thấp so với nhu cầu chi tiêu của người lao động trong thời gian hiện nay. Việc xem xét tăng giá điện là hợp lý, nhưng cầm xem xét để tăng giá điện ở mức độ bao nhiêu, tăng khi nào cũng là một trong những bài toán mà các cơ quan cần phải xem xét và tính toán. Tất nhiên, nếu chúng ta để lâu không tăng giá của các dịch vụ công lên thì đến khi tăng sẽ là tăng ở mức cao, như vậy sẽ tạo ra cú sốc với thu nhập và đời sống của người dân. Về phía cơ quan quản lý, chúng ta nên có động thái phù hợp để tăng có lộ trình, nâng chi phí điện sát với chi phí thực tế và không tạo ra cú sốc đối với người tiêu dùng. Thưa quý vị, như việc nhiều ngân hàng thương mại như là SHB, Vietcombank, ACB, Agribank, HDBank, ABBank và cả các ngân hàng nước ngoài như là Sinhan Việt Nam đã công bố giảm lãi suất cho vay dịp cuối năm, mức giảm cao nhất lên tới 2% để hỗ trợ cho doanh nghiệp các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đây là những diễn biến hết sức đáng chú ý trong bối cảnh mà tỷ giá hạ nhiệt, lãi suất huy động vẫn cao nhưng cũng đã bớt căng thẳng trao đổi với phóng viên báo người lao động một số doanh nghiệp cho rằng việc nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay là tín hiệu tích cực đặc biệt là sau khi ngân hàng nhà nước nới dung tín dụng việc các ngân hàng có thêm dung để cho vay lãi suất lại giảm sẽ góp giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp tuy nhiên các ngân hàng cũng cần công bố mức lãi suất cho vay hiện hành và mức lãi suất sau khi giảm để thấy rõ nhất thực chất ông lê hữu nghĩa tổng giám đốc công ty lê thành nhận định cùng với việc nới dung tín dụng thì quan trọng nhất là các ngân hàng phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân để tiếp vốn cho doanh nghiệp. Thực tế, một hồ sơ tín dụng từ thời điểm ký kết đến khi giải ngân phải mất vài tuần, trong khi nhu cầu vốn dịp cuối năm là rất cấp bách. Một số doanh nghiệp khác kiến nghị sau khi nới dung tín dụng cần kiểm soát để dòng vốn từ ngân hàng vào đúng các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực cần thiết để thúc đẩy kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn, tránh hiện tượng nới dung nhưng vốn được ngân hàng dùng cho các doanh nghiệp đảo nợ dịp cuối năm. Như vậy các doanh nghiệp có nhu cầu thực sẽ không được hưởng lợi. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm đi vào vận hành, Trung tâm Dữ liệu Thiết bị Giám sát Hành trình đã phần nào phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, tình trạng xe dù bến cốc vẫn còn tồn tại, thậm chí là còn nở rộ ở nhiều nơi. Vậy đâu là nguyên nhân? Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình là giải pháp hữu hiệu để xử lý nạn xe dù bến cốc. Dù vậy, sau thời gian dài áp dụng quy định, mục tiêu này đã không hoàn thành. Nguyên nhân theo ông Quyền là do cơ quan quản lý không bố trí đủ nhân lực và thời gian để kiểm soát tất cả các xe đang chạy có đúng tuyến hay không. Việc kiểm soát trực tuyến xem tài xế nào đang chạy nhanh để yêu cầu giảm tốc độ, cảnh báo nguy hiểm cũng chưa thực sự thực hiện được. Chưa kể đến việc cùng lúc hàng trăm ngàn phương tiện truyền dữ liệu về khiến hệ thống không đáp ứng yêu cầu, lý giải về việc vì sao chưa dùng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để kiểm soát và xử lý xe, hợp đồng trá hình, xe bỏ bến, đại diện cục đường bộ việt nam cho rằng khó khăn nhất hiện nay là không có kinh phí xây dựng phần mềm để tự động lọc được xe nào chạy sai lộ trình hành trình theo loại hành trình vận tải hay chạy dù trong tổng số hàng trăm ngàn phương tiện trừ dữ liệu về hệ thống bên cạnh đó không đủ nhân lực và thời gian để ngồi kiểm tra thủ công trên hệ thống từng xe xem có vi phạm hay là không Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ đang mang tới cho chúng ta rất nhiều những tiện ích. Tuy nhiên đôi lúc thì cũng đem tới những phiền toái nếu như không được sử dụng đúng mục đích. Nhiều loại sản phẩm theo dõi vị trí, phương tiện con người đang được âm thầm sử dụng rất phổ biến. Chỉ cần với một chiếc SIM điện thoại được kết nối mạng thì các nhà sản xuất có thể tạo ra các thiết bị định vị nhỏ nhẹ và nằm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng đằng sau đó lại là rất nhiều những câu chuyện giờ khóc giờ cười nếu như người dùng không đúng mục đích. Hiện chỉ cần vào Google tìm kiếm thiết bị nghe lén, theo dõi vị trí từ xa là thấy hơn 100 triệu kết quả. Rất nhiều công ty, trang mạng, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử giao bán và giao hàng tận nơi. Mục đích sử dụng thiết bị theo dõi rất đa dạng. Trên một số nhóm chat thì việc chia sẻ kinh nghiệm theo dõi ngoại tình rất phổ biến. Thậm chí là có người chia sẻ cách để theo dõi đối thủ cạnh tranh, âm thầm theo dõi nhân viên, tìm hiểu quy luật hoạt động của sếp. Theo ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng SCS cho biết, các thiết bị nghe lén thường cần phải kết nối với nguồn điện, do đó người dùng có thể kiểm tra các vị trí kết nối với nguồn điện, xem có chỗ nào đấu nối lạ hay không. Đồng thời khi nghi ngờ cần xem có các thiết bị vật dụng lạ nào trên xe, trong đồ đạc hay mang theo bên mình hay không. Cần phải lưu ý rằng nếu bị phát hiện người thực hiện hành vi nghe lén theo dõi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi xâm phạm đời tư của người khác, thậm chí là bị xử lý hình sự. Liên quan đến câu chuyện về giáo dục sự kiện trường học Bách khoa Hà Nội công bố chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội gây ra nhiều ý kiến khác nhau, dù đã được luật quá từ năm 2018. Xét về bản chất mô hình, trường trong trường nhằm đa dạng quá loại hình, đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục đại học hiện nay. Đại học Bách khoa Hà Nội là mô hình trường trong trường, lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học chuyển sang mô hình này. Hiện Đại học Bách khoa có quy mô khoảng trên 40.000 sinh viên. Trước khi chuyển thành đại học, cơ sở này đã thành lập 3 trường đại học bao gồm trường cơ khí, trường điện điện tử, trường công nghệ thông tin và truyền thông quy mô mỗi trường từ 5.000 đến 8.000 sinh viên. Đại học Bách Khoa cũng có nhiều viện nghiên cứu trực thuộc. Đây cũng là cơ sở đại học của Việt Nam, có tên trong nhiều bảng xếp hạng đại học trên thế giới và khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, hiện nay các trường đại học có quy mô rất khác nhau. Có trường chỉ có 1.000 sinh viên, nhưng có trường có đến là 30.000 đến 40.000 sinh viên, với hàng chục ngành nghề đào tạo, hàng ngàn giảng viên. Thực tế đó, đòi hỏi cần phải có các mô hình đại học với cấu trúc khác nhau để có cách quản trị phù hợp và hiệu quả. Nhà nước cũng khuyến khích thành lập các mô hình đại học được chuyển từ các đại học có quy mô lớn, hoặc sát nhập từ nhiều trường đại học nhỏ để tăng cường tiềm lực, thực hiện những nhiệm vụ lớn trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, nguyên vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc đại học đào tạo đa lĩnh vực có khả năng đạt thứ hạng cao, có uy tín trong nước và quốc tế cũng mang lại cơ hội tốt hơn cho người học như được học xong bằng, chuyển đổi ngành đào tạo, trao đổi sinh viên, công nhận tính chỉ trên bình diện rộng hơn, cơ hội việc làm cũng tốt hơn.